sẽ thay phiên nhau để chia sẻ với các trưởng về cái ý nghĩa của thánh lễ mà chúng ta tham dự hàng ngày. So, khi nói về thánh lễ đó, rất có nhiều thần học, ý nghĩa thần học và rất nhiều ritual, nghi thức. Trong 6 tuần lễ, có lẽ chúng ta không không học hết được tất cả những cái ý nghĩa của thánh lễ. Và có lẽ chúng ta cũng không cần để học nhiều, vì khi cái nhu cầu chúng ta cỡ nào thì cha và cha Thông sẽ cố gắng nhìn đến cái nhu cầu của các trưởng và giải thích cho những cái yếu tố nào nó quan trọng trong thánh lễ hàng ngày, thì cha và cha Thông sẽ cố gắng trình bày, rồi các trưởng có câu hỏi gì đó cứ ghi xuống rồi hỏi cha hoặc cha Thông, hoặc là nếu mà không có trong tuần mà có cái ý câu hỏi nào đó thì cũng email cho cha và cha Thông cũng được, để rồi cha và cha Thông có cái tư tưởng, có cái ý kiến, có cái nhìn để rồi tuần sau có thể trả lời và follow up những cái câu hỏi đó nha. Thì như cha nói đó, thánh lễ rất là bao hàm một cái ý nghĩa rất là sâu và rất là nhiều nữa, rất là phong phú. It's very rich in ritual and theology. Cho nên trong thời hy vọng trong 6 tuần này chúng ta học hỏi một phần nào đó để chúng ta tham dự thánh lễ nha. Ok, và chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay đó cha sẽ nói về vấn đề introduction. Hôm nay cha sẽ nói về vấn đề cái brief history, cái ý nghĩa một cái ngắn lịch sử. Tại vì nói về lịch sử thánh lễ thì nó rất bao hàm, rất là sâu rộng và nhiều thời gian từ thời các môn đệ cho đến bây giờ, và được phát triển theo từng giai đoạn khác nhau, develop different times. Cho nên nói về history thì nó mà một phần nhỏ khía cạnh nào đó nó apply to us now. Anyway, by the way, cha sẽ nói majority, cha sẽ nói tiếng Việt. Có những cái ý nào nó sâu đậm hơn đó thì cha sẽ nói thêm tiếng Mỹ nha. Vậy được, ok cái gì phải không? Ok, cha sẽ nói về một phần brief history và vấn đề introduction to the mass, và sau đó nếu mà chúng ta có giờ hoặc là chúng ta muốn thì chúng ta có thể có discussion at the end, sau cùng nha. Thì 3 phần chính như vậy, và cái 3 phần này nhiều khi nó cũng đi 2 phần đầu nhiều khi nó mix, nó đi chung chung với nhau nha. Rồi chúng ta biết thánh lễ bắt đầu bằng cái chúng ta hiểu rằng là Chúa Giêsu là bí tích thánh thể, form the table at the Eucharist, at the Last Supper. Và chúng ta thấy trong thánh kinh Chúa nói Chúa Giêsu instituted the Eucharist at the Last Supper, the night before he died. At the Last Supper, thánh kinh ghi rằng là at the Last Supper, Jesus on the night before he died. Chứ on the night before he died. Cái giây phút này rất là quan trọng, very critical. Chúa Giêsu trước khi về trời, Chúa muốn làm cái dấu hiệu gì đó để lại cho các tông đồ và giáo hội. So before he died, he pronounced his sacrifice in the following words: "This is my body, which will be given up for you. And this is my blood poured out for the forgiveness of sins. And do this in remembering me." Cái này, the first quote that we found this in the first Corinthians, là sổ của Thánh Thánh Phaolô, là ngành người đầu tiên viết những cái quote, những cái này để lại cho các tông đồ. So from that on, the Catholic members remember Jesus' works and action in every mass we celebrate. Và how do we celebrate the mass in the ancient time? People get together in a small group, một cái nhóm nhỏ thân thiện với nhau thôi, thì gọi là agape meal, hoặc là fellowship. Lúc đó không gọi là the mass, không là thánh lễ, mà là một cái buổi meal, một cái buổi ăn tối tình đầy tình người chan chứa với nhau. So very friendly, very intimate. Rồi khi mà họ đến ăn đó, họ mang thức ăn đến với nhau mà chia sẻ. Maybe we call it a potluck, could be a potluck. Những người nào mà có khả năng có tiền đó thì họ họ nấu nướng mang tới. Những người không có tiền thì thôi họ họ không nấu. Và mục đích mang tới như vậy để rồi chia sẻ bữa ăn đó với nhau in a very, very intimately.
để cái nhớ lại cái cuộc cái chuyện việc Chúa Giêsu thành lập cái thánh thể. Rồi sau đó khi mang thức ăn tới rồi đó, nó có vấn đề abuse. Thánh Phaolô ghi cái dấu này, abuse nghĩa là rồi nhiều khi chú trọng vào thức ăn quá, hay là mình thiên vị về phần thức ăn cho người này mà ít cho người ít chia sẻ cho người nghèo, hoặc là người đến trước rồi đến sau, đi đến trước rồi chia hết rồi phần đến sau là không có, cho nên có vấn đề cái abuse đó, cho nên cũng bị khiển trách cái lúc đó. Cho nên the first step of the mass begin with the agape meal, tình bạn, tình fellowship, sau đó nó dẫn đến cái vấn đề abuse. Rồi sau nhiều thế kỷ, after so many the following many centuries, thì mới bắt đầu có bỏ vô là reading Psalms, lời Chúa, thánh vịnh. Rồi xong rồi có mấy con người đứng lên giảng dạy về lời Chúa. Rồi sau đó mới sau này nữa, nhiều năm thế kỷ sau đó, thì nó mới có bỏ chanting, nghĩa là cái music vô, later on. Từ đó về sau có ritual developed, cái nghi thức được phát triển, được bảo bỏ vào, cho nên nó có một cái nghi thức thánh lễ cho nó trang trọng nghiêm trang như bây giờ chúng ta thấy. Và nói đến đó thì chúng ta nhớ đến Saint Gregory sáng tác viết ra những cái bài hát chanting này ở trong đạo Công giáo, trong thánh lễ đó. Rồi. And this is the first Christian community life agape meal. Hồi xưa để họ 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 celebrate life như thế này, celebrate mass như thế này. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life. Nghĩa là apostle lúc đó là share the word of God, teach others, to hear, help others to hear the word of God. And to the breaking of the bread and to the prayers. All came upon everyone. All came upon everyone. And many wonders and signs were done through the apostles. Wonderful. All who believed were together and had all things in common. They would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. So every day they devoted themselves to meeting together in the temple area and to breaking bread in their homes. They ate their meals with exaltation and sincerity of hearts. Again, to underline exaltation and sincerity of hearts, praising God and enjoying favor with all the people, inclusive, very inclusive. And every day the Lord added to their number those who were being saved. So khi mà đọc qua những cái câu này của Thánh Phaolô ghi lại đó, thì chúng ta thấy là cái agape meal xưa đó, họ get together very intimately, they really love each other. And then when they got together, they are very sincere by listening to the teaching from the apostles. And they don't care about their properties, their position. They share that with the whole community. So in other words, hồi xưa họ celebrate agape love đó, agape meal đó, with the real presence. Nghĩa là they love doing that. They do that with the heart. With the sincerity, with joy. So in this, we can see that the real presence of those who gather for the agape meal. So bây giờ chúng muốn nói qua vấn đề theology of the Eucharist, mà mình nói về sacrifice and real presence. Chúng ta biết là cái Eucharist nó bắt đầu từ from the Old Testament, the Exodus, the câu chuyện về Exodus, God saved the Israelites from the slavery in Egypt. Đó là câu chuyện bắt đầu từ đó. Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu dân Do Thái ra khỏi cái nô lệ của bên bên nước Ai Cập. Và từ đó mới bắt đầu thánh lễ Passover celebration, and this become the most important religious event in the Jewish tradition. So whenever they get together, they commemorate the events. Nhớ lại, rồi khi mà they gather, family gather for Thanksgiving, cảm ơn Thanksgiving because of God has saved their lives, rescued them from slavery. So they gather để mà commemorate, celebrate, and Thanksgiving.
with the sincere heart, with joy, and with the presence of one another, not just oneself or a group, small group, but the whole community, the whole family, intimately. Just remember those key words, and that will reflect on our liturgy now. And later on, time by time and thời gian nó trải qua như vậy đó, thì đây bắt đầu nhóm nhỏ xong rồi bây giờ nhóm thành lớn rồi. They brought it to the temple. In the temple, in the temple bắt đầu nó develop cái ritual, cái chanting, cái the word of God, preaching. Rồi bắt đầu họ mới mang animal, mang con thú lên, con cừu, con chiên, con pigeon, con even mang lên bên đền thờ Jerusalem. Rồi những con vật đó bị giết, bị burn, đốt cháy lên, barbecue, and then offered to God by a priest. Tháng 4 năm trước, cha có đi Jerusalem học khóa kinh thánh. Thì ở trong cái cửa cổng thành Jerusalem đó, bây giờ còn mình đó, chúng ta thấy đứng ở bên cái Mountain of Olives đó, nhìn đối diện đó, cái là cổng đó đó. Người ta mang các thú lên đó để mà giết và dâng cúng. Cái này cho nói thêm, khi mà lên đó đó thì con chiên, con dê phải là sạch sẽ, đẹp đẽ, không có vết nhơ gì hết. Và dâng cho Chúa mà, the best animal. Cái luật bên đó rất là gắt gao, cho nên có đốm đen dơ dơ chút xíu cũng không được nữa. Phải là con vật nó pure và clean, rất là tốt đẹp. Thế thì họ giết, họ rồi đưa lên một linh, a priest offered to God on behalf of the community. And câu chuyện kể rằng là nó có abuse nó xảy ra giống như nãy đó, mình nói vấn đề abuse của cái vấn đề meal đó, người đến trước đến sau rồi không còn cho người đến sau nữa, thì nó có cái abuse đó. Thì cái này cũng vậy, nó có cái abuse khác của vấn đề mua bán, trở thành mua bán. Những người nghèo, không có vật, thì phải dẫn, nhiều khi người ta ở miền quê đó, người ta phải dẫn con chiên, dẫn lên tới thành phố Jerusalem để dâng cúng. Nhưng mà đi dọc đường, lại con chiên nó bị mệt mỏi, nó bị trúng cái gì vết thẹo đen này kia đó, thì người ta, cái luật rất gắt gao lắm, cho nên người ta bãi bỏ con đó, không cho. Bắt buộc những người đó phải mua con vật được bán tại thành phố Jerusalem. Và khi bán như vậy thì nó mắc, mà người ta thì dân lại nghèo. Nhưng mà rồi lại cái, cho nên có sự đưa đến cái sự bóc lột. Cho nên vấn đề abuse là cái chỗ đó. Oppress the poor because of the economy. Bán thú vật rồi dâng lên cúng cho Thiên Chúa. Đó là cái chuyện, đó là cái phần side story. Cha chỉ nói thêm như vậy. Nhưng mà cha chỉ muốn nói rằng tại vì con vật đó nó phải béo bổ tốt, tinh tuyền, pure, perfect. Đó là câu chuyện, là nhớ là câu chuyện Chúa cứu dân dân ra khỏi Ai Cập. Thì bây giờ người ta celebrate life in Thanksgiving. Rồi nó apply to us, to the sacrifice and real presence with the New Testament. Hồi nãy là Old Testament phải không? Đúng rồi. Bây giờ cái New Testament nè. Thì ngày xưa đó, in the Old Testament, God saved the Israelites from slavery in Egypt. But that was a Passover event. Now with the New Testament, through the sacrifice of Jesus, God saves humankind from the slavery of sin. Thay vì ngày xưa người ta giết con vật để dâng lên Thiên Chúa, thì bây giờ with the New Testament không có giết vật, mà chính Chúa Giêsu là con chiên rồi bị giết. Nhưng mà ngày xưa đó là Old Testament là Chúa dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, thì bên in the New Testament Jesus used his own blood, sacrificed his own life to save slavery of sin. Cho nên God instituted the Eucharist at the Last Supper the night before he died. He was about to die. He was about to sacrifice, to be killed, to be a gift offered to God to rescue, save our life, our sins. And do we believe in the slavery of sin? Yes. Slavery of sin nghĩa là, nó một cách nôm na cho dễ hiểu, thì khi mình bị get addicted to cái gì đó, vấn đề tội lỗi mà mình không có resist nó được, mình không có bỏ nó được, bỏ nó thì nó trở thành cái xấu.
nó đau đớn quá, mình nhiều người không thích. Chẳng hạn như vấn đề alcohol chẳng hạn như vậy, một cái slave, mình thích là slave. Gambling is a slave of sin. Tham lam is a slave to sin. Mình muốn bỏ. I sincerely agree one to I don't want to be jealous. I don't want to be gì đó, greedy. Nhưng mà nó get tempted. We get hooked into that. We get trapped into that. Withdraw in that. Nó khó. Cho nên mình bị slave là cái chỗ đó. Cho nên tham lam là không được, rồi đi ăn cắp, cho nên bị là slave. Cho nên Chúa chết thay vì con vật, thì Chúa chết đã tha tội cho chúng ta. Hồi xưa đó, cho nên hồi xưa kể chuyện nữa, một thời điểm khác nữa là Chúa lập giao ước đó. Trong cái Old Testament đó là người ta rảy máu để dấu hiệu máu con vật lên mình để nói là giao ước. Nhưng mà bây giờ tân ước thì không phải là vật con máu nữa, mà chính máu của Chúa để làm cái giao ước mới cho chúng ta. So, bây giờ cha muốn nói vẫn ra theology of the Eucharist in a sense of permanent sacrifice. What does it mean, permanent sacrifice? At the Last Supper, Christ, by an act of his will, chose to be a victim. It is a permanent status of victim. Even when he rose from the dead, he still bore that wound. From that wound, he intercedes to the Father for us. Remember that khi mà Chúa Giêsu chết sống lại hiện với các môn đệ đó, Chúa Giêsu chỉ ông Thánh Tôma đây nè, cái wound nè. Sau khi sống lại rồi, Chúa vẫn mang cái wound đó đó. Rồi at Mass, it is a sacrifice of the unbloody manner because of the sacrifice of the Calvary. Is universalized in space and time. Đây là Bishop Fulton Sheen nói như vậy. This sacrifice is repeated every time we celebrate the Mass in remembering of him. So, cha muốn stop tại ngay đó mà trở lại chút xíu. Đó là cái phần đầu, the first paragraph. The Last Supper, before he died, by the act of his will. Nghĩa là cái intention, cái will của Ngài đó, chose to be a victim. And because of that will is permanent, his will is always a sacrifice. It doesn't mean that he chose that will that and that point only, but for the rest of the history of salvation, his will is still a sacrifice and to be a victim for the world. So that's why we call the permanent status of victim. When he died as a victim, he remained as a victim. So the second paragraph, and at Mass, it is a sacrifice of the unbloody manner because a sacrifice on the Calvary is universalized in space and time. Nghĩa là cái sacrifice đó, nó vẫn có giá trị, it has a value in time and space. Nó không có nghĩa là it has the value at that point only when the children Jesus was killed only, but it carries on for the future in space and in time, unlimited. It's infinite. Just think, cha muốn để mình hiểu về cái the deep meaning of theology later on đó. Cha muốn mời các trưởng và các trợ tá reflect on this. And if possible, if you don't understand that, that's understandable. But if you understand that, I encourage you to share with others. So in dialogue and conversation at this point, we may learn more about the deep meaning of the universal sacrifice of Jesus in space and in time. Even now, the sacrifice that has value and that sacrifice is real and true. Nó không phải là pass rồi, nó pass over, nó hết rồi. It's not over. It's still. Sacrifice is still. Maybe one example could help. Chúa Giêsu nói là Thầy ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu send các tông đồ đi rao giảng tin mừng, and I will remain with you at the end of the day.
And that is his point. Before he died at the supper, last supper, he performed an action of will to be sacrificed and to be victim to remain with the church. So, if in that sense, if today the persecution happens, Jesus still feel the pain because he remained with the church. The sin the church committed, scandals, whatever kind of scandals, Jesus still feel hurt because he remains with the church. And that is his church. He feel hurt. So sacrifice is still here. Nói đến đó, cha muốn nói đến vấn đề mà ông Sen, ông tưởng thánh gì mà bị cái tượng mà người ta phá đó, ông thánh Jubino gì đó, Jubino, có ai nhớ không? Jubino gì đó, ông thánh ở bên đó đó, chặt đầu đó. Cho nên ngày xưa đó, khi ông chết thì không có chặt đầu. Bây giờ ông bị chặt đầu. The church is hurt. The church is still persecuted. And Jesus and Christ is still hurt, in pain by the persecution of the church. So the sacrifice and the Calvary and now is still ongoing. So this sacrifice is repeated every time we celebrate the Mass in memory of him. Mà nhớ tới, chẳng hạn bây giờ mình nhớ tới cái, cha nhớ tới ví dụ nha. Cha lấy ví dụ như 39 người chết ở trong cái container đó, mà chết trong đó đó. Mỗi lần cha nghĩ đến chuyện đó, cha đau cho họ, vì cha thương cái họ. Vì chết là một cái victim đau khổ quá. So whenever I think I remember their death, I feel the pain. Because I have compassion for them. Because they die very tội nghiệp. Very cruel. The same thing, the death of Jesus was very cruel. And he chose that death because of he wanted to sacrifice for us. He wanted to be a victim for us. And this we celebrate that sacrifice every time we celebrate the Mass in remembering of him. And if we have a compassion for his death, his sacrifice, we will, at Mass, we will show something, a connection between the sacrifice and the altar within our hearts. Just like the way I connected with the 39 people who, 39 người chết ở trong cái thùng lạnh đó. So the last paragraph here, in biblical sense, the word remembering means making the real presence. Making the real presence. Again, cái the real presence, nãy cho nói là agape meal đó, they get together with the real presence, they hiện diện thật sự. So, when we remember the Eucharist, the sacrifice and the altar, means making the real presence, make it true, make it real, chứ không phải là nhớ tưởng tượng mà thôi, nhớ trong bằng trí óc mà thôi, nhớ qua loa mà thôi. Nhưng mà, It doesn't just remain on the mind, but it goes deep down to the heart where we can feel it. That is real presence. Cái real presence nó phải connect with the heart. Nếu mà connect with the mind thôi đó thì nó very very ideal, very very radical, reasonable. You can forget that reason easily. But if it comes down deep to the heart, you feel hurt, you feel pain. Có những người có những trái tim có những người có những trái tim yếu nhưng mà tốt, nghĩa là họ thấy cái gì mà người khác đau khổ của họ về họ ngủ không được. Họ thấy cái đó là cái đau khổ của họ cho nên họ ngủ không được. Hoặc là nghe cái chuyện gì buồn trong gia đình, nhiều khi có những người mạnh đó thì họ let go được, có những người ngủ cả đêm không được vì nhớ cái chuyện buồn đó. Mà lo buồn thôi chứ con không làm gì được. Nó có những người như vậy. Cho nên in this sense, remembering means making the real presence, nghĩa là mình put our shoes
in other souls. So Christ is still present in the world and still suffers with and sacrifice for humanity. Ngày nay human trafficking gì bất cứ cả là human trafficking, những cái crime, những cái chuyện gì mà xảy ra trên thế giới ảnh hưởng đến người dân, dẫn giết người, homo suicide rồi commit suicide, whatever that affects the humanity that God created, he still sacrificed for that and he still suffer. Because the sacrifice on the Calvary is universal in space and in time. So God, Christ, cannot separate from his church. He is still with the church. And his presence is clearly seen at the table, at the Eucharist when we celebrate every time. So Eucharist in the history, cái này và cái điểm, đây là history đây nè. Và cái điểm tổng quát chia ra nhiều điểm, những thời kỳ khác nhau. Cái thời Eucharist in the thời đầu tiên đó gọi là Apostle Period, and with St. John the Evangelist about năm 100. Thời đó là bắt đầu the end of the Apostle Period. Thời này là các tông đồ giảng dạy nói về vấn đề Chúa Giêsu, nói về vấn đề việc làm của Ngài. Đó, thời đó. Sau cái thời đó là thời Patristic Period, thời từ 100 đến năm 800, là thời của các forefathers, những cái đấng tổ phụ đó. Chẳng hạn như chúng ta Saint Ignatius of Antioch, Saint Tertullian, những vị thánh ngày xưa cũ xưa, Saint Jerome, Saint Gregory, những thời đó đó là cái thời forefathers, thời thế kỷ thứ 3, thứ 4. Và the Middle Age from từ năm 800 đến 1550, hoặc là the end of 16th century. Cái thời này là Middle Age, the great dedication to the theology of the Eucharist. They discussed a lot about the theology of the Eucharist, nghĩa là cái real presence, how is Jesus present in the Eucharist. They spend a lot of time to discuss about this and they put this in doctrine. Much discussion on theology of the Eucharist was on the 13th century, bắt đầu thời gian thế kỷ thứ 13. Nghĩa là at that time, most of the discussion were done in the religious order. Saint Benedict, dòng Benedictine, dòng Francisco, dòng Đa Minh. Thời đó là các dòng phát triển rất là mạnh. Và các đấng này đó là ở trong nhà dòng. Và maybe they have a lot of time, cho nên they spend a lot of great time, energy to discuss about the true presence of the of Christ in the at the table. So the modern time, about 16th century to modern time now, là thời gian của chúng ta, nó chia ra từng giai đoạn như vậy đó. Dĩ nhiên từng giai đoạn nó có nhiều cái development khác nhau, nhưng mà đây là overview những cái key points thôi. Rồi chúng ta phải nhớ rằng là thời history đó, chúng ta phải nói là during the three centuries of persecution, the church grew strongly all over the Roman Empire and Europe. Chúng ta thấy tưởng tượng từ khi Chúa chết cho đến 300 years later, three constant centuries, the church was under persecution. And mình không hiểu tại sao mà giáo hội became very strong and grew well. The Roman Empire, ai mà có đi Roma rồi đó, đối với cha lần đầu tiên cha đi bên Roma, cha thấy cái những cái culture của họ, những cái structure, những cái architect, cái hình tượng đó, mình thấy là mình I felt a real power, mighty power of the Roman Empire at that time. Cho nên ai mà bị cấm đạo mà bị giết là tiêu rồi, chắc sợ sệt lắm. Nhưng mà mysteriously the church kept growing well at that point of under persecution. This makes us to think about that. Đáng lẽ persecution như vậy đó là chết, là giết hết, là công giáo có thể chết luôn, nhưng mà vẫn grew powerfully. So after three centuries in 300, năm 323 thì the church was granted freedom by Constantine, là có người mẹ là Thánh Saint Helena đó. Thánh mẹ bà Thánh Helena là có đạo, nhưng mà là con là không có đạo.
Nhưng mà nghe lời mẹ rồi mẹ giáo dục hoán cải sau đó thì vua Constantine này thì mới grant the freedom of religion to all Roman Empire. Cho nên lúc này là tất cả các nhà dòng đều bắt đầu mọc lên, xây dựng nhiều, rất nhiều là mọc lên cái thời này. Và điển hình là Basilica, bắt đầu bởi St. John Lateran, đó chúng ta đã đi rồi đó, là cái đó là cái Basilica đầu tiên, sau đó mới dựa về St. Peter, sau đó là cái St. Paul outside the wall, và sau đó là gọi là St. Lawrence outside the wall. Bốn cái basilica này điển hình trong cái sau cái thời mà Constantine cho phép freedom of religion. Thì vừa rồi mấy lần cho đi Rome thì cha có đến St. John Lateran, St. Peter and St. Paul outside the wall, còn St. Lawrence thì chưa tới. Và cái thời đó bắt đạo đó, giết bằng cách là cho thú dữ đó nó ăn thịt người, ghê tởm lắm. Nhưng mà because their love for Christ, because of faith, they chose death over life. Because of faith, defend their faith, defend Catholic faith. Rồi trong lịch sử chúng ta cũng biết là các Eastern and Western Rites, chúng ta biết là chúng ta nghe rồi đó mà không biết chúng ta có cơ hội để tìm hiểu qua chưa, là cái Schism from the East là Constantinople nằm bên đó, and the rest là Rome, cái trung tâm là ở headquarters là bên East là Constantinople và bên West là Roma mình đó. The Western Church show supreme to Eastern Church in dealing with the doctrine. All the doctrine came from Rome. Bên kia họ cảm thấy bị inferior. Cho nên có sự phân biệt giữa bên East và bên West. Cho nên có thời điểm là excommunication on both sides. Bên Rome thì excommunicate gì đó bên West. Bên West là Constantinople excommunicated Bishop in Rome. Trên thời gian nó rất là conflict, tension was very tightened. Cho nên as a result of that, the church in the East gave rise to national churches. Cho nên chúng ta thấy là Coptic Church và nhiều và những nhà thờ khác nữa, nhưng mà đây cho thấy điển hình là Coptic Church is very common in Egypt. Anh vừa dương về về bển á, đi bên Egypt cũng thấy là có nhiều Coptic Church. Nhưng mà những người bên Eastern Rite họ dedicate, họ devote to Mary more than the West. Họ rất là tôn kính, kính mến Đức Mẹ. Và họ cho rằng họ là Orthodox, nghĩa là họ đi theo sát lề luật hơn là bên bên West. Rồi sau cùng là Eastern Church didn't recognize the Pope in Rome. Ngày nay thì có cái sự thông thường với nhau rồi. Nhưng mà cái the wound I think is still there. Rồi, vậy thì bây giờ cha muốn nói cái source of grace. Grace, what is grace? Grace is a pure gift from God. Grace is a higher wisdom, a higher power that can come to us. The word grace or gratis merely means that it is free. Bishop Fulton Sheen định nghĩa như vậy. Grace is a free gift from God. Cho nên the grace of God is pouring down all the time. So, and graces are poured upon us through different ways. Thứ nhất là by prayers. Đọc kinh mỗi ngày tạo cho một cái nhân đức. Cho mình gia tăng lòng yêu mến, tâm hồn mình được bình an. Và khi mà tâm hồn mà mình được bình an thanh thản thì mình dễ thấy được cái gì, điều gì tốt đẹp trong đời của mình, thấy được hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ và mình dễ dễ đón nhận cho những người mà cầu nguyện đó. Cho nên mình cầu nguyện, mình cầu nhiều rồi tâm hồn mình được lắng động, và cái lắng động đó đó Chúa cho nói là phúc cho ai có trái tim trong sạch vì nước trời là của họ, là cái chỗ đó đó. Tất trái tim mà trong sạch rồi thì mình dễ thấy cái điều đẹp lắm. Trái tim mà mình đang đau đớn đau nhói đó thì chắc không thấy gì đâu, hoặc là thấy quy một cái bóng tối trước mặt mình. Cho nên trong cái cầu cầu nguyện là thời gian để mình rèn luyện trái tim của mình trở thành thanh sạch hơn, để mình thấy những điều gì tốt đẹp, và đặc biệt là mình thấy được hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trong mình đó.
Rồi sacraments mình tham dự tất cả các bí tích thánh thể, bí tích bảy bí tích để giúp cho chúng ta được đón nhận hồng ân Thiên Chúa, nhất là theo muốn nói về vấn đề cái sacrament of reconciliation, chúng ta cảm thấy nó trở thành một cái gì nữa là tedious, một kiểu chuyện nó thông thường, vô cái mình nói tội xong cái cha khuyên vài câu rồi cha giải tội đi ra, thấy nó không có gì hết. Nhưng mà deep inside of that is the grace of God is pouring into our in our hearts, những cái tội nhân. Để rồi từ cái mình biết trân trọng cái hồng ân đó đó, thì mình cảm thấy mình thấy mình có cơ hội để tránh tội nhiều hơn và nhìn nhận tội mình cao hơn, nó khả năng đó. Cho nên that's a sacrament we receive grace. Charity of acts, mình làm việc lành phước đức này kia đó là cũng một việc làm tốt, thì qua đó hồng ân tương đổ. Rồi cái nhân đức, cái virtues, mình làm tất cả những điều đó thì được hồng ân. Nhưng mà sau cùng cái cao nhất ultimately is the Eucharist. The Eucharist is the greatest source of grace. Why? We receive not only because we receive not only grace, but the author of grace, a person. When we see grace, we will see the author of grace, a real person. And in receiving the Eucharist, we do not receive a thing, but God Himself in human nature as Christ, and His divine nature as God. It sounds very deep. Cho nên cha encourage you to reflect on this. Để rồi, maybe I presented a lot, but take one or two points and keep reflecting. That's your assignment, homework. Reflecting những cái điểm nào đó from now on until next week. And pray. Nếu mà không hiểu đó, hoặc là thấy đến lạ đó, cầu nguyện cho con được được sống với cái ơn này, với cái hiểu biết này trong cái tuần này. Liên kết. That's how we celebrate the Eucharist. So again, grace, because we not only receive only grace, but not a thing, but the author of grace, God, who makes that grace free for us. Cho nên chúng ta biết là giáo lý Catechism nói là sao? The Eucharist, the source and summit of the Christian life. Cái đỉnh đầu, nguồn và sức sống mạnh và cái đỉnh đầu của đạo chúng ta. Cho nên thánh lễ đó là cái đỉnh cao của người Công giáo chúng ta, và là một phần lương thực nuôi dưỡng phần hồn phần xác chúng ta, rất là quan trọng. Nhớ cái điểm này, thánh lễ nó quan trọng. Rồi bây giờ nói đến cái điểm là ancient Jews celebrated mass. Mass was offered once a month. Ngày xưa đó, từ bắt đầu đó thì họ thánh lễ có một tháng một lần thôi, nhưng mà the first half of the month was spent for reading the works of God. Rất là quan trọng. Rồi sau đó 2 tuần rồi đến nhau thì cái từ chừng giữa đó là có một thánh lễ, là đức giám mục dân lễ. Xong the second half of the month was spent for reflecting on the body and blood of Christ they received. Thấy họ serious không? Họ serious the word of God. Mình trước khi mình đón nhận mình và máu Chúa trong mình, mình phải học hiểu về lời Chúa, suy niệm về lời Chúa. Xong sau đó xong rồi họ mới trước lễ xong rồi họ mới suy niệm về cái Chúa, mình máu Chúa ngự trong lòng của họ. Rất là tuyệt vời. Rồi sau đó giáo hội mới bắt đầu cho phép lần lần tham dự thánh lễ nhiều lần hơn. Và sau cùng là chúng ta biết là trong thiếu như thánh thể chúng ta phải biết nào nè, Đức Giáo Hoàng Pius X nó decree the tân huấn là quam singulari, đó là ngày xưa con trẻ không có được rước lễ sớm như vậy đâu. Thì nhưng mà Thánh Cha Pius thứ 10 mới thấy rằng là cái việc cho các em đón nhận mình Chúa, để các em kết hợp sống với Chúa,
và lúc đó cũng cầu nguyện cho giáo hội nữa. Cho nên chính vì lẽ đó là cho rước lễ nhiều lần, mà nhiều lần trong ngày nữa, nói như vậy. Rồi sau cùng thì sau này thì Vatican II thì thấy nhiều lần nhiều người abuse, mỗi ngày đi lễ để rước nhiều, càng nhiều càng tốt, in terms of quality instead of quantity. Cho nên có abuse, cho nên giáo hội chúng ta mới limit lại, một ngày được chỉ được rước lễ 2 lần mà thôi. Cho nên thánh lễ nó mới được develop, được phát triển từ từ như vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta cũng ôn lại cái bài khóa cấp 1, bây giờ chúng ta cũng dạy cái bài này hết á. Nhưng mà hôm nay chúng ta có dịp cơ hội để ôn lại nè. Ý nghĩa của thánh lễ thứ nhất là memory. Memory crucified and risen. Hồi nãy cha đã nói rồi, remembering này không phải là trong cái nhớ phớt phớt qua cái đầu mà thôi, nhưng mà memory in the heart make it a real presence. Christ crucified and risen. This is a mystery of Christian life. Jesus chịu đóng đinh và chết trên thánh giá, và sống lại mới là quan trọng. Và các tông đồ, the apostles, experience this, first-hand experience. They keep that in their heart, and they celebrate the Eucharist with the real presence. Đang phải chuyện Chúa bên đó, chứ không phải cái chuyện là Christ crucified in the past. It's space and time, universal, space and time now. We are connected to that sacrifice memory. Thứ hai là gifts himself. Himself a victim, a sacrifice. Thánh Augustino nói có một điều Chúa không biết, là Chúa không biết cái cách nào tốt hơn là mình và máu của Chúa để lại cho các tông đồ. Không biết còn cách nào tốt hơn nữa hay không. Chẳng biết phải có cách nào tốt hơn cái điều đó nữa. Cho nên gift là himself, con người, chứ không phải là chứng là cái vật mà trao tặng, mà là himself is a gift, the best gift. Mà that's why that gift became victim and sacrifice, chứ không phải là con người nguyên vẹn mà trao ban đâu. Unity with God and with others. Unity with God and with others. Hồi nãy đó, agape meal đó là để họ ngồi xuống, họ ăn uống với nhau, băng bánh, rồi bán, they sell their property and share with others, with the community, as unity, one God with others. Nhớ cái điểm này, những điểm này chúng ta sẽ trong những ngày tới, cha thông và cha sẽ nói vấn đề cái real presence in the world and in the Eucharist, nó connect to this foundation. With God and with others. We connect not only with God, but with others as well, a community. Very important. Nhiều người undermine the of the community, but community celebrates the mass. Chứ phải mình celebrate alone. Mình không celebrate alone, mình celebrate with our brothers and sisters. The presence of community is so important, and we will mention that in the next few weeks about the importance of community that makes the unity in worship. And presence, ý nghĩa khác là presence, là truly present is a mystery. Truly present nghĩa là God Christ is present, and then we are present. And how we will develop that when it comes to the presence in the Eucharist in the next third week or fourth week, you know? It's a mystery. Sẵn đây nói luôn, mystery đó. Có người nói là mình không hiểu gì hết. No. Cha Richard Rohr, ông nói là mystery is something that is, không phải là something we don't understand. It's not understandable. Something endlessly understandable. Again, cha đọc lại nha. Mystery is not something not understandable. It is endlessly understandable. Nghĩa là it's real. Nhưng mà nó vì nó to lớn quá, mình không hiểu hết. Mình chỉ understand part of that. Endlessly understandable. It's so vast. And cái ý nghĩa kế là covenant, new covenant. Ngày xưa the Old Testament, người ta make covenant là người ta giết con máu, lấy máu Chúa rồi rẽ trên người, hứa hẹn với nhau. Ha?
hoặc là trong phim tàu người ta cắt máu, người ta bỏ vô rượu, người ta uống làm sao đó để ca dao kết giữa tình giao ước giữa hai anh em kết nghĩa. Nhưng mà bây giờ với Old New Testament, với Chúa Chúa Kitô, Chúa dùng máu của Ngài làm a new covenant of love between God and humanity. Again, this is deep in mystery. Spiritual food, nourishment, yes. Hiểu rồi. The way of avoid sin. What if we have love, we can definitely avoid sin. What if we have love? Love has no fear. So, away sin. If we are close by God, we will avoid sin. If we go to school, for example, we have no time for crime out there, no temptation for or making a crime out there, using drug, hay là nói tục, nói tạo, hay là đi rob những người khác. Because we spend time for the good thing, education. Thì với Chúa thì mình sẽ tránh được cái xấu. Gần đèn thì mực, gần đèn thì sáng, gần gần mực, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, thì gần đèn thì sáng đó. And the warranty, eternal life, là everlasting life. Ritual, nghi thức. The Catholic has the most ritual in all religions, which is great because ritual helps make connection between God and humanity. Ông Joseph Campbell này là the author of the book called The Power of Myth. And he said that myth is necessary for every single human being. And he said he praised the Catholic Church because he has a lot of ritual. He said that ngay cả cái việc mà chầu thánh thể mà cộng đoàn giáo dân chỉ quỳ silent, in silence alone, that is a very powerful ritual. Cho nên trong trong công đạo Công giáo chúng ta có thể lúc đứng, lúc ngồi, lúc cúi đầu, that is ritual. Lúc gõ chuông, ritual, xông hương is ritual. Nhưng mà if we do a ritual, okay, and then go on, the next paragraph is, he also said that without ritual we get lost. For example, mình thương một người nào đó, mình express I love you mà cũng không thấy, nói nhiều rồi nó cũng nhàm và cũng không thấy nó carry được cái deep down message. Thôi hôm nay mình mua cái flower, the rose. Mình tặng cái đó mà không nói nhiều, cái action đó tặng mà thôi. That's a ritual. Not carry the message deep into the heart of the receiver. Cái người trao cũng thấy là carry được cái message, send được cái message. Mà cái người nhận cũng thấy là receive the message well, deep in the ritual. For example, if you were go to, mình vô nhà thờ cầu nguyện đó, mình cầu không không thì nó không có, nhiều khi nó cũng thấy trơ trọi, nó empty, nó very flat. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái nến ban đêm, nó có cái nến nó cầm đó, it's a ritual. Help us to carry our intention. Love to that candle, connect with God. Cho nên the ritual nó là trung gian, the mediator, the carry the message. And the more we live closely with the ritual, the better relationship and love we grow, really. Mình sống với ritual đó thì mình sẽ trở thành gain the love and we grow well. So, cho đưa cái example đây là sacrament helps people to enter life well. And those who ignore it or avoid it will encounter life miserably. Chẳng hạn như gangster. Ông Joseph Campbell có trong một cái conversation, ông nói như vậy. Ông nói rằng là con người đó phải đi go một cái ritual để mà grow well in order. Những người nào mà không có follow cái ritual, không có follow được đúng path đó, nó đi off track đó, thì nó sẽ thành xấu, và trong những đó đó thành xấu, cái thân xấu đó là cái gangster đó, nó develop their own ritual, nó không theo cái conventional ritual của society, mà they, because they don't have that ritual, they need to create something ritual để mà they rely on, và cho nên they create their own, cho nên họ create something xấu. Hay là mình nói là mỗi người, con người chúng ta phải có Chúa. Every human being needs God. That is the need. Nhưng mà người ta deny God, hay là don't fear the God. They create their own God. Bằng cách nào?
create their money, power, quyền lực. And so they rely on that, they dwell on that to in order to gain power, to live with others. Cho nên cái ritual đó rất là cần thiết cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta không đi đúng theo ritual đó đó, thì chúng ta sẽ end up life in a bad way. Cho nên gan sợ nó xảy ra là cái chuyện đó đó. Rồi trong Công giáo chúng ta có cái sacraments, seven sacraments. Nếu chúng ta grow with that sacraments, we okay. Good in terms of growing in faith. Nếu mà không, chúng ta sẽ trở thành những người sống xa Chúa hoặc là xa và đức tin của giáo hội. So, at mass, much ritual là trong thánh lễ chúng ta rất nhiều ritual. Cho nên exercising ritual with reverence and mindfulness will bring fulfillment. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta cúi đầu đó, chúng ta cúi đầu với tấm lòng yêu mến Chúa thật sự, con mến Chúa, con tôn phục thờ Chúa trên cõi đời này. Sau cái cúi đầu đó đó, nó mang cho mình một cái love, một cái fulfillment. Thì cái ritual nó makes sense. Còn nếu mà đi theo thói quen đấy ra, chào Chúa cái chào cái cúi đầu, có những người chào đó rất là vô duyên, chào rất là lo ra, thà là không chào thì nó không lo ra cho người khác. Chào thì chào cho nó đàng hoàng. Một cái quỳ gối nghiêm trang, một cái cúi đầu, một cái làm dấu thánh giá là những cái ritual. Làm với cái reverence, với cái prayerful attitude, nó bring fulfillment and that is a personal prayer already. Không phải đọc kinh mà mới gọi là the prayer. Những làm một ritual nhỏ nhỏ đó, nó làm cho mình một cái, mang cho mình cái fulfillment trong đời sống của mình. So, this is a reflection question. Is it necessary to attend Mass every day when Mass is available at your permitted schedule? Why yes and why no? Tại sao thánh lễ có cần thiết chúng ta tham dự mỗi ngày nếu mà thánh lễ đó mà chúng ta có giờ chúng ta tham dự hay không? Có cần hay không? Hay là chỉ tham dự lễ Chủ nhật mà đủ rồi thôi? So, cha, encourage các trưởng reflect on this question this week. Trả lời cho cha coi. Maybe you discuss with your friends, hay là maybe email cho cha cũng được nữa. Hoặc cha với cha thông luôn, include cha với cha thông, thì cha sẽ cha với cha thông run cái chương trình này đó, thì để hai cha đọc được cái ý, rồi hai cha đọc được ý này để pick up cái ID cho the following week. Nó như vậy để cho chúng cha cũng hiểu được, nắm được là cái where are you this and this session. Có cần thiết hay không tham dự thánh lễ mỗi ngày, nếu thời gian cho phép mình có thể cơ hội tham dự được, và tại sao yes mà tại sao no. Rồi, để kết thúc, cha có một cái trích đoạn phúc âm của Thánh Luca. One of those at table with Jesus said to him, "Blessed is the one who will dine in the kingdom of God." He replied to him, "A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, 'Come, everything is now ready.' But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, 'I have purchased a field and must go to examine it. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have purchased 5 yoke of oxen and am on my way to evaluate them. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have just married a woman, and therefore I cannot come.' Xem ra là though these three people have good reason to get excused. They have reasons, and the reasons are real. What is the problem here? Yes, they have a good reason to get, they have reason in hands. They don't prioritize their needs. Coi những cái chuyện này quan trọng hơn cái chuyện the love of Christ pouring in the grace of God pouring in their lives.
Với đó cha sẽ ngưng ở đây, bây giờ là cũng là 9 giờ 58 phút rồi. Cha cái open few question cho những người có câu hỏi là hay là có comment gì đó không rõ cái điểm nào thì hỏi cha nha. Xin mời các trưởng và các trợ tá. Hello, có ai còn đó không? Dạ, có nghe cha, khoảng bốn chục Yes, người ok, họ make sure online. là mọi người nghe. Rồi cho để cho vài phút đó suy nghĩ có câu hỏi hay có comment gì không? Is it too high? Is it too deep? To understand? Con thấy cha nói rất là rõ ràng và rất là đơn giản và dễ hiểu cha. I encourage các trưởng nha, các trợ tá về nhà suy nghĩ thêm, reflect on this. Cứ sincere with your question, không có giấu giếm gì hết. Thì mình học hỏi, những câu hỏi mình hỏi đó, cứ be sincere to answer to your own. Rồi, có một comment nói với là sao không dư hiểu. Con nói là có một comment đây là perfect level. Okay. Mày có nghĩ once chắc ra đi into the part of the math thì con sẽ chắc có nhiều câu hỏi hơn. Yes, chắc cũng nghĩ vậy. Đây là những cái foundation nha. Tất nhiên cái foundation thôi. Cái basic, những căn bản và cái chung chung về thánh lễ quan trọng sao như thế nào như vậy, và có những điểm nào như vậy. Lần tới chúng ta sẽ vô cái ritual, cái introductory rite và chi tiết rõ ràng hơn ha. Okay. Chương trình mình là 1 tiếng, maybe schedule 1 tiếng 15 phút hả, phải không Dương? Dạ đúng vậy cha, Okay. mình tính đúng 1 tiếng mỗi mỗi lần. Ok. Cho Thông ơi, cho Thông có thêm phần gì không cho Thông? Cũng có gửi rồi cho Bình ơi. Dạ. Rồi, keep, hy vọng mọi người keep hoping and praying for the nation, our nation. For the God's will, you know. Tiếp tục cầu nguyện cho đất nước chúng ta trong những ngày này. Rồi, nếu không có gì nữa thì cho Thông có nhắn nhủ gì vì cho tuần tới không? Hôm thì tuần tới mình cũng bắt đầu lúc 9 giờ thì mời tất cả các trưởng các trợ tá chúng ta cùng vào rồi cùng cùng chia sẻ thôi, tại vì những gì mà cha Bình với Thông chia sẻ với anh chị em đó thì mình đã nghe hoặc mình đã cảm nghiệm rồi, nhưng mà cái dịp này để mình làm sống động lại cái đời sống đức tin của mình qua cái bí tích thánh thể đó, thì mời tất cả tuần tới. Như là Thư có hỏi là available, cái này thì chắc là tạm thời chưa có available public đâu nha, tạm thời là chỉ có ở trong những người tham dự thôi. Cũng chia sẻ với các trưởng tham dự chút xíu là cái ý định của ban chấp hành trung ương cũng như là của cha Bình với mình đó, thì có thể là trong cái 6 session này, mà sau cái 6 cái session này á, mà really good feedback, mà các trưởng cảm thấy là really helpful, meaningful cho đời sống của các trưởng qua thánh lễ đó, thì cái next year đó, next year thì có thể là cha Bình với mình cũng sẽ lặp lại để cho những anh chị em huynh trưởng hoặc trợ tá chưa có dịp tham dự vào cái đợt này, nên những cái available này mình không có để public để mà mình có thể chia sẻ vào cái kỳ tới. Sorry. Vào được không cha Bình? Được, tốt. Các trưởng cố gắng nếu mà được in person đó, cha muốn các trưởng cấp 1, cấp 2 đó nên tham dự những cái giờ này để rồi hiểu thêm về thánh lễ, tham dự. We have a sense of how many people are present today. Có biết biết được không? Mình có trên 40 người thưa cha. Oh, that's a lot. Yeah, yeah. Rồi update luôn cho quý trưởng nha. The webinar cha Bình với cha Thông present
they are well, they will be recorded. They are being recorded, and we're in the process to putting tất cả, all of our recorded sessions of everything that we've done before. We're trying to see if we can put a place on our website as well, so that will be a resource. Jeff from Jiao, yeah. And last but not least, there should be an email going out from your Liên Đoàn Trưởng to all of the Ban Chấp Hành của các đoàn, các trưởng. Quick survey on some of the questions that Hai Cha đưa ra cho cái webinar series này. So please take some moment, it's less than 15 seconds or so. Additionally, sau cái đó thì there are questions too for the weekly gospel in terms of resources so that we can provide some feedback to Liên Ban Nhân Huấn Trung ương, Ban Chấp Hành Trung ương as well in terms of how we could fill in the gap in terms of the resources. Trong đó, thì khi mà các trưởng nhận được, please take some time and fill that out. Yeah, and spread the word. My others who have a desire or the longing to learn about the Holy Mass, come and join us on a weekly basis for the next 6 weeks, minus Thanksgiving and Christmas. Right. Rồi, thưa cha, có hai câu hỏi thưa cha. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để mình biết Chúa Giêsu hiện diện trong mình và máu thánh? Rồi câu thứ hai là khi mình rước mình thánh Chúa thì mình thánh hiện diện bao lâu trong thân thể mình? Cha on mute, cha ơi. Cái câu hỏi này thì nó có liên quan đến the real person khi mà mình nói đến vấn đề the Eucharist, the session về đó. Nhưng mà bây giờ đại khái cha giải thích được câu thứ nhất là như thế này: làm sao mình biết được là thường thường chúng ta biết được đó là chúng ta thường thường theo 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 kinh trên con người chúng ta đó, người ta muốn hiểu biết gì ta use cái head reason articulate và tin để mà mình hiểu được. Nhưng mà còn một cái level khác để mình hiểu đó, có là heart level, the knowledge of the heart. Và khi mà chúng ta hiểu bằng cái knowledge of the heart, it's deeper and we know that for certain. So làm sao we know that God is present? Because that's God's work, He promised that. If you trust that God's work, first of all, Chúa Giêsu nói là này là mình thầy và là máu thầy hiện diện ở đây. Thứ nhất là lời của Chúa. Thứ hai là by being at Mass, by celebrating Mass every day. Thì with that, with the grace of God, give us a knowledge để mà we come to believe. By grace, by faith. Chứ không phải by reasoning. Cho nên đang nói vấn đề cái mẫu nhìn the mystery đó. How do you do the mystery? Mystery is great, but if you live close by the mystery, you have a chance to understand. For example, bây giờ mình sẽ làm sao hai người bạn mình hiểu nhau. Một người người ở đằng đông, đằng tây, người bên California, người bên Washington DC, mình sao hiểu nhau? They have to đi sa mạc together. They have to journey together by phone and then they talk and then maybe để chơi với nhau. Để đi chơi với nhau cái mình hiểu nhau hơn. Còn ở xa nha, mình không hiểu nhau. Same thing with the mystery. If you live close by the mystery every day, and then you know the mystery. Know by heart. Đó là lời giải thích của cha nha. Ok, còn câu hỏi thứ hai đó để tới cái giờ session đó đó, rồi cha sẽ trả lời nha. Và cha Thông cũng trả lời câu hỏi đó. Is that okay? Is that did I answer the question? Yeah, con cảm ơn cha. Yeah. Chính là by faith, by grace and by faith. Thực ra thì con hỏi sâu hơn, tức là khi mà tại vì con biết thì có nhiều vị linh mục họ quên truyền phép đó, thì thực sự mình có tin được là Chúa Giêsu hiện diện trong cái mình và máu thánh ngay lúc đó không cha? Tức là nhiều nhiều vị mà linh mục mà khi mà họ lớn tuổi rồi họ làm ngay lúc truyền phép họ quên truyền phép, ý con là như vậy. Ý của con là tại họ quên truyền phép là Chúa có hiện diện hay không hả? Chú vẫn hiện diện chứ. Dạ, 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 con cảm ơn. Dạ, dạ.
mình làm sao tin thì từ tự mình thôi, tự mình đón nhận hồng ân và cái grace mình đón nhận, thì bây giờ làm Dạ, sao cho thì dạ thưa, tại vì con hồi đó con hồi nhỏ con giúp lễ đó, thì có nhiều lúc con có các cha với lại các cha giải thích đó, nhiều lúc mà mấy cha lớn đó, quên truyền phép đó. Dạ, thì đó đó là lý do tại sao mà con có cái câu hỏi như vậy. Dạ, cảm ơn cha. Ok. Còn câu hỏi khách nào khác hết, còn câu hỏi kia cho ghi xuống để lần sau tới giờ đó cho giải thích Chúa Giêsu mà hiện hiện diện trong mình đến khi nào rồi hết. Vậy nha, nếu mà không có câu hỏi gì chúng ta đọc kinh kết thúc nha. Dạ, thưa cha. Dạ. Nhưng cha và con và thánh thần, amen. Nói về Eucharist, nói về real presence. And we are present together. Và thì khi mà cái presence của chúng ta hiện diện đó, then we understand God's presence. If we absent, how can we understand Christ's presence in us, in the Eucharist? We need to be present as a community. Today we gather as a community, we are present to learn about the real presence of Christ in the Eucharist and in our lives. Con chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có giờ hiện diện với nhau. Mà trong thiếu nhi là hiện diện với nhau là cái điều rất là cần thiết và quan trọng, mang lại lợi ích cho sự sinh hoạt. Chúng con cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa và xin Chúa cho chúng con được được lớn lên trong cái mầu nhiệm. Let us grow in your mystery of love. How is your mystery? God's mystery. We don't control that. We just ask that God grant that grace to grow in the mystery of love. And help us to love you more every day. Chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước của chúng con trong lúc này, cho đất nước được thanh bình, hòa bình, peaceful election. Trong tháng này chúng con, bây giờ chúng ta cũng nhớ đến các đấng linh hồn, những người đã ra đi cho chúng ta, và nhất là những linh hồn mà chúng ta có ý cầu nguyện trong tháng 11 này. Chúng ta cùng đọc một kinh kính mừng, rồi chúng ta đọc cùng những khách linh hồn. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Bây giờ chúng ta vì thánh lễ chúng ta cùng hiệp ý với nhau để rước lễ thiêng liêng để Chúa ngự vào lòng tâm hồn chúng ta. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót trong tư tưởng và hành động của chúng con để chúng con xứng đáng tham dự rước lễ thiêng liêng. Chúng ta cùng rước lễ thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Rồi, cảm ơn các trưởng, các trợ tá rất nhiều. Chúc tất cả ngủ ngon và hẹn gặp lại tuần tới. Good night. Good night. Good night.